Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán giải cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 19, tối ngày 19 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 11 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về để ít sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thanh lý cho bạn thì các bạn chưa ưng sản phẩm nào bên em thì các bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn sản phẩm bên mình đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên là bên em giới thiệu các bạn là chiếc LG G7 đấy ạ. Đấy, LG G7. Thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con LG G7. Con này thì là màu gọi là màu mận chín này. Đấy, màu mận chín này. LG G7 thì con này thì là bản Hàn Quốc nhá. Này, LG G7 Hàn Quốc ạ. Con này là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Đấy, LG 7 Hàn Quốc này. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đấy, vân tay này, hai camera đây và đèn flash này. Đấy. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Thì mình sẽ đọc qua về cấu hình con LG G7 Hàn Quốc này thì là máy màu mận chín các bạn nhé. Hình thức là máy đẹp là 9899% các bạn ạ. Đây, máy đẹp là 9899% ạ. Đây. Máy đẹp là 9899% nhá. Con này thì là máy còn zin nguyên áp suất nhá. Đấy, con này thì là bên em là máy là zin nguyên áp suất các bạn nhá. Đấy. Các bạn đi mưa đi gió thì rất là vô ok, rất là vô tư. Không bao giờ lo sợ ướt áp gì trong đâu. Ví dụ các bạn thả nước thì nói chung là nhiều quá không thể tránh được. Nói chung là các bạn đi mưa đi gió rất là ok nhá. Thì LG G7 này thì mình sẽ đọc qua về thông số của nó. Thì nó là màn hình là gì nhỉ? 6,1 inch nhá. Màn hình con LG G7 này màn hình là 6,1 inch ấy. Đấy. Độ phân giải màn hình con này là độ phân giải là 2K các bạn nhá. Đấy. Nhưng mà với cái bản mà phiên bản là gì nhỉ? Pin của nó là pin 3000. Nhưng với cái bản là gì nhỉ? Âm thanh với bản phiên bản Hàn Quốc ấy thì nó có hỗ trợ âm thanh thì nghe nhạc rất là sông động, rất là sôi động nhá các bạn nhá. Nghe nhạc cực kỳ là phê luôn. Đây mình sẽ cái bài nghe nhạc cực kỳ là phê, duyên phận này. Duyên phận đi. Duyên phận. Đây, mình nghe bài em ơi lên phố đi. Mình sẽ nghe bài này luôn này. Đấy. Đây, mình sẽ nghe nhạc thử cái sản phẩm LG G7 phiên bản Hàn Quốc này. Đấy, con này nó hỗ trợ. Đấy. Đấy, bản Hàn Quốc thì âm thanh nó hay hơn bản Mỹ các bạn nhá. Đấy, nó có chip âm thanh nhá, chip âm thanh này. Sẽ không còn những cánh diều, những buổi chiều tung tăng vai mây. Trên phạt tay chi. Đấy. Nghe cực kỳ là to nhá. Mình sẽ nghe nhạc vàng cho bạn. Đấy, các bạn nghe nhạc thì quá là phê luôn. Đấy, sản phẩm LG G7 đấy ạ. Nghe nhạc phê lòi cả tai các bạn nhé. Đấy. Đấy. Máy Hàn Quốc thì hỗ trợ âm thanh, nó có chip âm thanh nhé. Nghe cực kỳ là hay. Mình sẽ vào phim 4K cho các bạn xem này. Phim 4K này. Đấy, phim 4K các bạn xem này. Nói chung với RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Đây, các bạn xem phim 4K thì không có độ nghiêng nét nào. Rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp. Đấy các bạn nhìn ạ, quá là đẹp luôn, nhìn như là thật chứ. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 phiên bản Hàn Quốc màu mận chín này, các bạn đi hàng lựa sớm nhất. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3.500.000 nhá. Đấy, 3.500.000. Máy đẹp là 9899%. Máy là zin áp suất nhá, phiên bản hỗ trợ Hàn Quốc thì có hỗ trợ là chip âm thanh, nghe nhạc rất là phê. Bên mình đang bán bạn với giá cực kỳ là rẻ, 3.500.000 nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn nhé, cái hàng này sớm nhất các bạn mua về tặng cho người yêu này hoặc tặng cho bạn các bạn bà xã các kiểu rất là tuyệt vời nhá. Đấy. Con này mà dùng thì quá là tuyệt vời luôn, phê. Màn hình thì là 6,1 inch rất là nhỏ gọn nhá, rất là hay. Bạn nào thích sản phẩm LG G7 này các bạn liên hệ trực tiếp cho mình một qua Zalo, hai các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng của mình, các bạn ở gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình và mua bán và giao lưu cho đối tượng cũ mới. Và ở xa bên mình có ship, và hình thức ở xa bên mình thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Đây, LG G7 màu mận chín nhá.
rất là đẹp nhá, 3.500.000. Máy Hàn Quốc nhá, máy zin Hàn Quốc nguyên áp suất nhá. Rất là rẻ. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay nhà mình về được tất cả là gì nhỉ? 6 cây S7 này, hôm nay nhà mình về tiếp tục được S7 này. Đấy, S7 thì hàng này thì cực kỳ là hot, bên mình thì lúc nào về rất là nhiều ạ. Đấy, LG G7 thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều nhá. Đây, số bạn lựa chọn dễ này. Đấy, mình sẽ định giá từng con một. Mình sẽ đánh giá từng con một. Hôm nay lại mình lại về được đấy. S7 thì hôm nay 1 2 3 4 này, nhà mình về được 6 con S7 nha các bạn nhá. Thì hôm nay thì mình sẽ định giá từng con một cho các bạn xem. Và lô 6 con S7 này thì bên mình là toàn là máy con zin áp suất nhé. Đây. 6 con này thì là máy tất cả là máy con zin áp suất. Đấy, zin áp suất. Đấy. Bọn này các bạn đi mưa đi dò rất là ok nhá. Đấy. Zin áp suất, tất cả là máy này là máy zin áp suất nhá. Đấy, máy zin áp suất. Đấy. 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 Con này thì máy rất là đẹp này. Máy đẹp kinh khủng luôn. Con này thì máy zin áp suất này. Thì mình sẽ đọc qua về cấu hình con S7 này. Cấu hình con S7 này là RAM, con này là RAM gì nhỉ? Đây, S7 đấy. S7 thì là màn hình, con này là màn hình là gì nhỉ? 5,1 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K nhá. Cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Mình sẽ test thử cái ngoa nghe nhạc của sản phẩm Samsung S7. Tại sao những sản phẩm S7 bây giờ nó vẫn là có giá trị và rất là đắt là các bạn như thế nào? Tại vì ngày trước con này cũng là siêu phẩm. Mấy chục triệu cơ. Đấy. Mười 20 triệu cơ. Nên bây giờ nó còn giá cực kỳ là rẻ nên các bạn yên tâm về giá cả con này. Đấy, máy zin nguyên bản nhá. Đấy, nói chung là máy zin tất cả nhà mình 6 con này là máy zin áp suất tất. Các bạn về tha hồ đi mưa đi gió rất là ok ạ. Đấy, đang ở Hàn Quốc này. Thì sẽ nghe nhạc hay lắm. Đấy, nghe nhạc quá là phê luôn. Đấy, nghe nhạc thì quá là phê luôn. Màn hình 4K. Đây, màn hình độ phân giải 2K. Đấy. Đây, màn hình độ phân giải 2K. Đây, các bạn xem thì quá là nét luôn. Không độ nghiêng, độ mờ thì rất là tuyệt vời ạ. Đấy. Tại vì cái con S7 này thì ngày trước đó là siêu phẩm mấy chục triệu cơ. Đâm bây giờ nó gì nhỉ, người ta ưu tiên về cái cấu hình và chip xử lý con này nó quá là tiên tiến luôn, quá là nhiều luôn. Đấy. Thì nên các bạn cứ yên tâm về những sản phẩm này. Thì con này thì là máy đẹp, coi như nói chung là đây này, nó đẹp lắm. Nói chung là đẹp trên 95%. Bảo đẹp 99 thì nó hơi quá, đẹp trên 95% nhá. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, con này đẹp. Đẹp kinh khủng luôn ạ. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý mạng giá là 2 triệu nhá. Thì mình sẽ đánh từng số 1 vào để các bạn chọn nhá. 1 này, 2 triệu này. Đấy, mình sẽ đánh số vào để mình còn nhớ nhá. Đấy, con S7 số 1 màu bạc này, bên mình đang bán cho bạn với giá là 2 triệu đồng. Đây, máy đẹp đấy ạ. Máy đẹp như kiểu là mới luôn. Đấy, chỉ thiếu mỗi cái hộp thôi là thấy các bạn thành máy mới nhá. Đây, nút 7 nó có vân tay này. Con này thì nó không to quá mà không nhỏ quá, dùng rất là thích, dùng rất là ok ạ. Đấy, tại sao bây giờ nó vẫn là đắt có giá không? Tại vì thứ nhất là cái màn hình của nó độ phân giải 2K. Màn hình AMOLED rất là đẹp. Đấy, chip 4 RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Mình cũng nói sơ qua qua về cái con này ấy, thì nó thật với các sản phẩm các bạn là các bạn sản phẩm Oppo nhiều đời mới đời mới ấy. Oppo nhiều A7 đời mới đây. RAM 4GB. Nói thề với các bạn nhé, nó còn chậm gấp tỷ lần cái con S7 luôn. Loát cực kỳ là nhanh. Đấy. Nó thật cậu chip của Samsung như các bạn, thật nó thật với các bạn quá là nhanh luôn. Đây các bạn vào cài đặt nhé. Đây. Đấy, RAM con này cũng là RAM 4GB này. Con này S7 là RAM 4GB nhưng mà con này là ra cái đây được vài năm rồi. Nó thật với các bạn, nó thật Samsung nó quá tuyệt vời luôn đây nhá. Đấy. Bình thường Oppo lúc nào nó chậm hơn. Đây. Oppo lúc nào nó có một cái gì đấy nó chậm hơn. Đấy, hai con là RAM 4GB nhá. Mà tại sao con S7 lúc nào nó nhanh hơn? Đây là ở cái chỗ đấy. Đấy. Đấy, tội nó thật ăn Oppo những sản phẩm ở đời mới bây giờ ấy.
thì cái dung lượng pin thì nó hơn ở dung lượng pin thôi. Còn bình thường về cái độ mà nhanh nó mượt như sản phẩm S7 này nó bất chấp tất các bạn nha các bạn nhé. Nên các bạn yên tâm. Đấy, S7 này, con này thì là máy đẹp leng keng. Giá là 2 triệu đồng. Máy màu bạc nhá, rất là đẹp nhá. Con này còn zin áp suất nhá. Đây và con số 2. Đây, con số 2 thì mặt lưng thì chỉ có xước một tí đấy thôi. Con này thì bên mình đang thanh lý cho bạn với giá là 1.900.000. Mặt lưng có hơi xước một tí thôi. Bên mình đang bán bạn với giá là 1.900.000 nhá. Con này là con số 2. Máy cũng là zin áp suất luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn đi mưa đi gió rất là ok ạ. À. Tối nay mình lựa chọn những bạn toàn máy ngon, toàn máy xịn thôi. Nên là các bạn yên tâm nhá. Số 2 này, 1 triệu này. 1 triệu này, 900k này. Đấy. 1 triệu 900k con số 2 này nhá. Đấy. RAM 4GB, bộ nhớ 32GB. Máy zin áp suất, máy màu bạc, chỉ xước một tí lưng một tí này. Đấy, bên mình đang bán bạn với giá 1 triệu 900k nhá. Và con số 3. Đây. Này. Con này thì máy cũng đẹp keng. Đấy. Con này máy đẹp keng. Đấy. Đẹp keng, con này thì cũng là zin áp suất các bạn nhá. Màn hình con này thì nó bị hơi ám một chút ạ. Đây, nhà mình thì tất cả lô này thì nhà mình có mỗi con này thì màn hình nó hơi ám một chút. Đấy, hơi ám một chút, hơi ám một chút đấy. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu 700k nhá. Máy là con này là zin áp suất nhá, 1 triệu 700k con số 3 đây ạ. Mình sẽ bỏ con này ra. 1 triệu 700k. Đấy, số 3. Đấy. Đấy, các bạn cứ xuống tay mua sản phẩm S7 và dùng bao phê luôn cho bạn nhé. Số 3 này là 1 triệu 700k đấy, nguyên áp suất ạ. Này, và con số 4 này. Số 4 này đẹp keng. Đấy. Này, số 4 nó keng. Đấy, số 4 này màu bạc đẹp keng. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2 triệu đồng nhá. Số 4 máy zin áp suất nhá. Nói chung là những sản phẩm zin áp suất bây giờ với mức giá 2 triệu mà zin áp suất thì rất là hiếm. Đấy. Số 4 này. 2 triệu nhá. 2 triệu. Đấy. 2 triệu. Số 4 này là 2 triệu nhá, máy zin áp suất nhá. Đây máy đẹp keng. Con số 5 này thế. Đây. Con màu số 5 màu đen này. Con này cũng đẹp keng. Con này thì zin áp suất, bên mình cũng thanh lý bạn với giá là 2 triệu đồng nhá. Đấy, 2 triệu đồng. Đấy. Đây, số 5 là 2 triệu đồng nhá. Máy màu đen, đẹp keng, xà beng. Zin áp suất nhá. Đấy. Zin áp suất các bạn dùng thì nó thật. Các bạn quá là phê luôn các bạn. À, và sản phẩm bên mình có tặng sạc và dàn cơ lực cho các bạn nhá. Nên các bạn yên tâm ạ. Đấy. RAM 4GB nó nhanh kinh khủng luôn đấy. 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 Đấy, zin áp suất. Đấy, nhà mình có đây. Đấy, nhà mình thì có ba con này là 2 triệu đồng nhá. Đấy, ba con này thì 2 triệu đồng này. Con này thì con này là con số 5 này. À con này là con số 6 này. Số 6 thì con này là 1 triệu 800k nhá. 1 triệu 800k, con này thì máy màu đen, con này thì viền lưng đẹp keng. Màn hình đẹp keng chứ màn hình nó chỉ bị chóc tí sơn thôi. Các bạn nhìn này. Nó bị chóc một tí kính thế này, chóc một tí trên kính này. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1 triệu 800k nhá. Con này thì là máy còn zin áp suất nhá. Con này thì máy cũng là zin áp suất. Đấy, con này thì lại được cái là màn cũng là zin áp suất. Tất cả nhà máy mình zin áp suất hết nhá. Đấy, 1 triệu 800k. Con này là chỉ bị cái đường này là chỉ bị chóc tí keo thôi. Không vấn đề gì cả. Nhưng mà máy zin áp suất các bạn dùng quá tuyệt vời. Các bạn mùa này mà lao đi biển thì quá tuyệt vời. Các bạn mang ra biển để chụp ảnh thì quá là ok. Thêm một cái túi chống nước nữa, chẳng may mà túi chống nước mà bị bục hay bị bung các bạn chẳng may chảy vào máy thì tỷ lệ hỏng máy nó rất là ít nhá. Đầm là các bạn cứ yên tâm nhá, đi thao đi chơi biển nhá. Số 6 này.
1 triệu này, 900k đấy. Này ạ. Đấy, số 6 1 triệu 900k nhá. RAM 4GB đấy. Mình thử so với RAM 4GB của Oppo là thật với các bạn. S7 nó nhanh hơn nhiều. Đây. Đấy. Đấy, RAM 4GB của Samsung nó nhanh cực kỳ nhiều luôn. Đấy, 1 triệu 800k nhá, máy đẹp keng. Chỉ mỗi là chóc một tí edit ở đây thôi. Đấy. Đấy. Rất là rẻ nhá. Nhà mình nay về được 6 con S7 nhá. Đấy. Và một con S7 này. Đấy. Con G7 con này đẹp, con máy Hàn thích thật. Loa to phê. Mà nó zin áp suất cơ. Đấy. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nên hàng mình là sớm nhất nhá. Đây ạ. Và đây là con Sony XZ này. XZ này con này là phản quang xấu này, đây ạ. Phản quang nó bị hơi sáng sáng xấu này, đây. Ạ. Phản quang xấu nhá. Đây. Đấy, phản quang đốm phản quang nhá. Thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn vì giá là con Sony XZ đấy ạ. Sony XZ đấy, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ con này là 32GB. Đấy, Sony XZ đấy. RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Đấy. Rồi, camera này, một camera chụp ảnh này. Đấy, Sony XZ, con này thì bạn phản quang bị đốm nhá. Đấy, mình cũng báo luôn tình trạng làm phản quang bị đốm này. Đấy, chỉ mỗi máy chỉ mỗi bị kiểu phản hình phản quang bị đốm thôi. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 900k nhá. 900k sản phẩm Sony XZ đấy ạ. Đấy, cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Đấy, con này thì là phản quang bị đốm. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 900k đấy ạ. Đấy, con này thì mình sẽ báo giá tình trạng trước cho bạn luôn nhá. Đấy các bạn, tất cả sản phẩm bên mình sẽ báo giá, báo rõ tình trạng của máy. Thì các bạn ưng giá và máy bên mình thì các bạn nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại nhà mình nhá, để mua bán và giao lưu trao đổi giá cũ mới nhá. Đấy. Ở xa bên mình có ship hết nên các bạn không phải lo. 900k ở Sony XZ đấy ạ. Rất là rẻ. Mình sẽ ghi giá vào luôn, 900k cho các bạn. Tôi chọn. Đấy, 900k. Đây. 900k nhá. Và hôm nay nhà mình về được hai con Note 5 đấy ạ. Đấy, Note 5 thì là RAM 4GB, bộ nhớ con này là con này thì là bản RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu 600k này. Còn con này là RAM 3GB. RAM 3GB, bộ nhớ con này là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu 500k nhá. Đấy, RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Hình thức hai con này đẹp là trên 90% các bạn nhá. Trên 90%, Note 5 đấy ạ. Đấy, Note 5 thì rất là ok nhá. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đấy, thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu 600k. Đấy ạ. Và con này là RAM 4GB, bộ nhớ 32GB, bên mình đang thanh lý bạn giá là 2 triệu 500k. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 này các bạn nên hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, hai con Note 5 quá là đẹp luôn, rất là đẹp đấy ạ. Đấy, Note 5 đấy ạ. Và đây là con Nokia 1280, con này thì thanh lý giá lợn chết cho các bạn là 200k, thì tiền ship các bạn phải chịu nhá. Các bạn đang dùng một con máy như này, các bạn cảm ứng như này, các bạn thêm một con máy phụ nghe gọi nữa thì các bạn hãy đặt hàng mình được sớm nhất nhá. Nokia 1280 nhà mình nay về được mỗi một con màu xanh này. Bên mình đang thanh lý với các bạn với giá lợn chết là 200k. Lợn chết bây giờ cũng đắt lắm. 200k nhá. Và con đây là con 7 này. Con này là 7 lóc này, 7 lóc nhá. 7 lóc thì con này tình trạng là men zin nhá. Men zin, vân chân vân tay đầy đủ. Đây. Nè. Con này là iPhone 7 lock 32GB. Đấy, 7 lock 32GB. Đấy, tình trạng vỏ thì có cũ theo thời gian nhá. Đấy. Vỏ có xấu theo thời gian đấy ạ. Đấy. Chức năng thì bình thường nhá. Con này thì là khách đã thay màn lô một lần rồi nhá. Đấy, con này thì là khách đã thay màn lô một lần rồi này. Đấy, vân chân vân tay thì đủ. Đấy, vân chân vân tay đủ. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu 700k nhá. 1 triệu 700k sản phẩm iPhone 7 lock 32GB. Đấy, iPhone 7 lock 32GB đấy ạ. Đấy, hình thức vỏ có xấu theo thời gian ạ. Khách dùng không được giữ cho lắm. Khách đã thay màn lô một lần rồi. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 1 triệu 700k, giá quá là lợn chết luôn.
Đấy. iPhone 7 đấy nhỉ. Nói chung là iPhone 7 các bạn đã dùng rồi. iPhone 7 lock 32GB. 1.700.000, rất là rẻ cho các bạn nhá. Đấy, rất các bạn. Về chiến game PUBG, PUBG các kiểu ABC, các kiểu quá tuyệt vời luôn, quay phim chụp ảnh, làm vlog tặng ông bà bố mẹ người yêu, xem phim nghe nhạc. Nói chung là không được cũng đáp đi cũng được nhá, rất là ok, rất là rẻ. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình về là con Oppo A7 này. Đấy, Oppo A7 này. Cấu hình con này là RAM 4, à đâu, con này là bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB, sorry các bạn nhá. Con này là bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB đấy. Này Oppo F7 đấy. À A7 nhá. Oppo A7 phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.300.000 nhá, 2.300.000 sản phẩm Oppo F7 đấy ạ. Đấy. Hình thức là máy đẹp là 90%. Máy đẹp 90% đấy ạ. Lưng thì có kiểu dính các cái mùn cưa của Oppo này. Đấy. Oppo A7 nhá. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Nói chung là RAM của Oppo nó chậm, chậm hơn cái thằng Samsung quá nhiều luôn. Này, 2.300.000 đấy ạ, Oppo A7 đấy ạ. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em có ít sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn tất cả sản phẩm bên mình thì bên em thì có báo giá tất, thì các bạn ưng sản phẩm và giá bên em thì các bạn liên hệ trực tiếp qua bên em qua hai số điện thoại các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin đầy 12 giờ rồi đấy. Mình lúc nào tối nào cũng phải cày đêm để level bán điện thoại cho các bạn. Thì các bạn thích sản phẩm bên mình thì bạn đang đăng ký kênh. Và bây giờ muộn rồi, chúc bạn đang xem video mình buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và hẹn lại các bạn clip vào tối ngày mai nhá.